Xin chào anh em bà con nhé. Hôm nay tôi xin giới thiệu anh em bà con một cái loại thuốc đặc trị về gan cho tôm. Đây là một loại thuốc đặc trị về gan, loại cao cấp nhé. Đây là một cái loại mà khi con tôm bị bệnh gan rồi ấy, xưng gan vàng gan rồi ấy, thì anh chị em mình cho chỉ ăn trong 2-3 ngày thôi, tôm nó lại rất là nhanh và nó sáng con tôm, và tôm lại khỏe, phát triển mạnh sau khi sử dụng thuốc. Đây là một dòng thuốc, tôi nói lại là dòng thuốc cao cấp, hiệu quả cao nhé, chứ không phải là dòng thuốc thông thường. Thì vì đây nó là một dòng thuốc mà khi anh chị em mình mà bị gan rồi ấy, thì anh chị mang mình ăn cho tôi, thì vào ăn cho tôi khoảng từ 3 đến 5 ngày thì tôm sẽ phục hồi rất là nhanh và trở lại như bình thường. Còn khi mà anh chị em mình sử dụng cái này ấy, ngoài đặc trị ra thì anh chị em mình có thể dùng để phòng nhé. Thì dùng để phòng thì anh chị em mình phòng cho tôi ở giai đoạn mà từ 10 đến 15 ngày tuổi phòng một đợt, và cái giai đoạn từ 25 đến 30 ngày phòng cho tôi một đợt, và cái giai đoạn từ 40 đến 50 ngày phòng cho tôi một đợt nhé, phòng cho tôi một đợt. Thì đây là những cái thuốc phòng, còn những giai đoạn sau thì anh chị em mình chỉ ăn theo đợt mà anh chị em mình đã cố định. Ví dụ như anh chị em mình ăn được 10 ngày thì cố gắng 10 ngày một đợt thì phòng. Thì hiện tại thì cái dòng thuốc này á, thì là đây là một dòng thuốc chuyên đặc trị về gan nhé. Đây là dòng thuốc cao cấp rồi. Anh chị em mình có nhu cầu cái dòng thuốc này hãy liên hệ với tôi sẽ ship hàng toàn quốc nhé. Thì đây là một dòng thuốc cao cấp, thì anh chị em mình chỉ việc là gọi cho tôi thôi, tôi sẽ ship để anh chị em mình cho tôm ăn. Thì đây là một dòng thuốc mà nó lại cao cấp, vì kháng sinh này rồi nó được nhập khẩu từ nước ngoài về. Cái loại này không phải là loại thông thường, nên là anh chị em mình lưu ý, nó không thể đánh đồng với những cái loại mà rẻ tiền được. Thì đây nó một trong cái dòng thuốc mà hiệu quả rất là cao, độ nhạy rất mạnh. Thì anh chị em mình ấy, khi mà đàn tôm mà đã mắc cái bệnh về gan tụy ấy, mà có nhu cầu đến loại thuốc này để đặc trị, thì hãy liên hệ với tôi để tôi sẽ ship hàng toàn quốc nhé. Thì đây là một cái dòng thuốc mà công ty cũng đã có ghi lên nhiều phòng ở liều trị bệnh, thì anh chị em mình có thể tham khảo nhé, tham khảo. Vì đây nó một cái dòng thuốc mà nó dùng để đặc trị gan. Đây là một cái kháng sinh nhé, đây là trong này nó là một tổ hợp kháng sinh, rất nhiều loại thuốc kháng sinh nhập khẩu từ nước ngoài về, công ty thì công bố nó có một thành phần thôi, nhưng mà trong này nó rất là nhiều. Thì đặc biệt đây là một cái loại thuốc mà phòng trị gan tụy nhá, và phòng đặc biệt nữa là nó phòng được cái bệnh chết sớm trên tôm. Thì anh chị em mình lưu ý là khi sử dụng sản phẩm này thì khả năng thành công rất là cao, và đây là một cái dòng thuốc mà khi con tôm ăn trong vài ngày, anh chị em mình sẽ nhìn lại, quan sát lại con tôm phục hồi rất là nhanh. Và đây là một cái dòng thuốc mà anh chị em mình nên dùng để phòng ở trong cái tủ thuốc nhà mình, trong cái kho thuốc nhà mình, để phòng trị bệnh cho tôm từ lúc mới thả cho đến lúc mà thu hoạch. Thì đây là những cái dòng thuốc chuyên về gan. Thì anh chị em mình khi mà tôm đã có dấu hiệu nhiễm bệnh gan rồi ấy, hoặc là để phòng ấy, thì anh chị em mình hãy liên hệ với tôi sẽ giúp bà con mình tư vấn được cái liều phòng và cách ăn cái kháng sinh là nó hiệu quả. Thì đây nó một trong cái lon này thì công ty đóng chỉ có nhỏ như này thôi, có 100g thôi, nhưng mà đây là một dòng thuốc cao cấp, nên là công ty không sản xuất ở dạng lớn mà chỉ sản xuất ở cái dạng mà 100g này một. Thì đây là một cái dòng thuốc mà nó là dòng thế hệ đặc trị rồi, đặc trị này, bệnh gan này, đỏ thân trên tôm này, đấy, bệnh gây ra về vi khuẩn này, Vibrio này. Thì anh chị em mình đây là một dòng thuốc nhé, thuốc đặc trị. Cái thuốc này thì công ty đã được sản xuất và được cấp phép lưu hành nhé, được cấp phép lưu hành, có số đăng ký như thế này này, không phải kháng sinh trôi nổi nhé, không phải kháng sinh lậu nhé. Đây là thuốc của công ty đã được đăng ký lưu hành và đã được cấp số lưu hành. Đây là thuốc hoàn toàn rồi. Thì đây là một cái dòng thuốc mà tôi nói lại là chuyên dùng để đặc trị trên gan, trên tôm, bệnh xương gan, vàng gan. Thì anh chị em mình khi mà tôm đã bị bệnh này rồi ấy, thì hãy gọi cho tôi. Và đặc biệt là tôi chỉ mong anh chị em mình ăn phòng nó ở những giai đoạn mà tôi đặt ra, từ 10 đến 15 ngày, rồi từ 2 năm đến 30 ngày, rồi từ 40 đến 45 ngày, rồi
đến giai đoạn sau, khi tôm đã phát triển, đã đến sai thu hoạch rồi ấy, thì anh chị em mình có thể phòng cho tôi từ 10 ngày hoặc 15 ngày một đợt để phòng cho tôm, để chống tôm mắc một số bệnh thôi. Còn khi tôm đã đạt đến thương phẩm thì anh chị em mình sẽ tuân thủ theo cái hướng dẫn của nhà sản xuất để mình ngưng quá trình sử dụng thuốc để nó hợp lý, để mình xuất bán tôm để cho nó đạt vệ sinh an toàn thực phẩm. Thì trên đây là tôi xin giới thiệu đến anh em một cái loại thuốc mà thuộc loại cao cấp để phòng trị bệnh gan trên tôm nhé. Anh chị em hãy cần hàng này, cần loại thuốc này, hãy liên hệ với tôi để tôi sẽ ship hàng toàn quốc nhé. Lưu ý đây là thuốc do công ty sản xuất mà có số lưu hành nhé, chứ không phải thuốc trôi nổi trên thị trường. Thế là anh chị em mình lưu ý cho tôi, có số lưu hành, số đăng ký được rồi. Thế là một loại thuốc chính thống của công ty, chứ không phải là thuốc trôi nổi. Anh chị em mình có cần hãy liên hệ với tôi để tôi sẽ ship hàng toàn quốc nhé. Xin cảm ơn anh chị em đã theo dõi video của tôi. Xin chân thành cảm ơn.